Hello, xin mến chào cô chú bác và anh chị em trở lại với kênh của Hoàng Family TV. Hôm nay, sáng hôm nay mình, vợ mình với con mình sẽ đi tới ăn một cái tiệm phở, gọi là phở Dăm Mì, mới khai trương cô chú bác. Dăm Mì thì theo mình biết á, là những cái cửa hàng đó thì có vài cái rồi. Nhưng điều nói về phở Dăm Mì á, là cái này là cái thứ hai. Cái thứ nhất là theo mình biết là nằm trên đường Warner và đường Euclid. Ở đó thì mình đã làm video và ăn qua rồi. Và hôm nay là cái ngày khai trương của Dăm Mì Phở tại trên đường Bosa và gần đường Brockhurst của chú bác nhé. Thì vào đó để mình thứ nhất là ủng hộ tiệm mới khai trương. Thứ hai nữa là mình thấy cũng có một số món cũng thấy là lạ. Cho nên mình vào đó mình thử để chia sẻ và gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì phải nói là ở khu Bosa này thì những cái tiệm mọc ra rất là nhiều luôn, tiệm mới của chú bác đó. Tiệm thì tiệm mới, chủ thì chủ mới, nhưng đều tiệm và tiệm cũ là vì thay chủ đó cô chú bác. Để thôi cùng mình vào đó để chia sẻ những cái món trong đó có thử có cái gì mà ngày khai trương nhé. Cùng mình vào đó nhé. Đây là cái tiệm Dăm Mì Phở mới khai trương cô chú bác. Đây là một cái chi nhánh mới nằm trên đường Bosa, có địa chỉ và số điện thoại. Đây là cái không gian ở tiệm Dăm Mì mới khai trương của chú bác, nhìn rất là khang trang luôn. Đây là cái menu Dăm Mì Phở của chú bác. Chia sẻ cái menu gửi đến cho cô chú bác nhé. Đây có phở gà nữa cô chú bác. Cái này là mới mà, mới kem nè. À, cái này không có, nó là phở gà hấp muối nha. Không phải là gà. Này phở gà này, phở gà ở đây thì mình thấy. Ăn phở đặc biệt đúng không? Đây là có cái tiệm mới thì có những món mới cô chú bác. Món mới là phở gà này và có phở gà khô nữa cô chú bác nhé. Cho nên là gà hấp muối để mình quay rõ ràng cho cô chú bác xem này. Ức là 13 đồng 50 sen, còn cánh là 14 đồng 50 sen, còn đùi là 16 đồng 50 sen. Phở gà hấp muối của chú bác, cái món này hơi lạ này, món này là hơi lạ nghe. Phở gà hấp muối coi như là gà hấp muối đó, để ok rất là lạ đó cô chú bác. Còn ở đây thì nó gọi là bamboo sốt, gọi là bún đó hả? Mình gọi cái món này đây. Bún măng gà đó. Mình gọi là bún măng gà. Ở đây cũng có bún miến luôn, có miến gà nữa. Cho nên là cái tiệm mới nó có rất nhiều cái món mới của chú bác nha. Cho nên mình hôm nay ăn thử những món mới đi. Cái này có cơm nữa hàng nha. Tin rai noodle. Không phải. À, tin rai noodle nó gọi là sợi phở á. Sợi phở. Chứ không có cơm, mình sorry cô chú bác. Giống như là đũa muỗng mà giống như là cái gì muỗng trắng lên để cùng cái này napkin để vào trong cái hộp. Napkin để trong hộp của chú bác. Nhìn rất là lịch sử luôn. Mà đẹp nữa chứ. Em nhớ nó giống như là cái nhà hàng ở bên Nhật á. Mình đi qua Nhật ăn á, xong rồi cái gì họ để trong cái hộp ấy. Xong rồi mình cũng biết đâu nó để cái gì mà giống như là bên Nhật á. Coi như là cái hộp đó là đựng napkin. Còn tương với ớt thì mình thấy cũng là giống như những nhà hàng khác. Còn đũa thì có hai loại cô chú bác, mình có thể dùng cái đũa không có bọc ở ngoài là đũa nhựa đó. Còn cái đũa kia thì cái đũa là ăn xong dục và người ta cũng có để muỗng và để cái chén cho mình bỏ tương ớt đó. Cũng rất là tiện gọn luôn cô chú bác. Nhưng được cái napkin thì mình thấy sạch sẽ. Không gian của cái tiệm thì cũng đâu vào đó luôn. Hôm nay là nhà mình đó, gọi ba món cô chú bác. Mình gọi coi như là bún măng gà. Con mình thì gọi phở gà, thịt phở bò, thì là phở truyền thống. Còn em? Em là ăn phở gà khô. Phở gà khô, đây, cảm ơn em. Cái này em nghĩ chắc này của ăn bún măng gà. Ăn bún cho nên là có rau răm của chú bác. Còn cái này là của thịt đây.
cái này là hỷ là kêu phở bò thì họ có cũng có rau rất ngon nha, tươi rõ rau tươi mà nói chung á là có cả cái gì nữa anh biết không, ngò gai có ngò ai rồi ớt rồi chanh rồi cái lá quế này rất là thơm, cái lá nó nhỏ nhỏ thì nó thơm lắm nha, ngửi này ngửi cái này nó rất thơm luôn. Thật sẽ và rất là để em làm cái tư nha, thì cái tư này đi, cái này để cho hồi cho anh. Ủa thì anh muốn làm cái bức tư thì chấm không con? Muốn làm cái tư thì chấm đó, chứ hồi chấm gà. Những cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng ở đây mình thấy đa số dùng màu trắng, đũa muỗng cái muỗng với là dĩa là toàn màu trắng, với tô là màu trắng hết cô chú bác nhé, cho nên nhìn rất là sạch sẽ luôn. Trời, cái hũ ớt sa tế đó, bỏ một chút xíu sa tế vào đây nữa để chút đợi mình chấm gà nặng thêm miếng chanh à, thêm một chút xíu chanh vào đây nữa. Cái này là hôm bữa có người chị cho em ở trên YouTube đó. Chị làm cái gì đó. Ôi cảm ơn. Đó, chúng ta chấm gà. Ngon. Thì mình gọi 3 ly nước đá lạnh. Đây con. Tô phở bò của Dâm Mì của chú bác nè. Để mình cho cô chú bác xem tô phở bò của Dâm Mì. Con mình ăn phở bò, nhìn tô phở bò nóng hổi, hấp dẫn. Tô phở của Hỷ là Hỷ phơ cho phở tái thôi không con? Phở tái. Tính ra cái tô phở làm cũng là đầy đặn cho chị bác. Con mình ăn phở tái. Em bé thì ăn phở là tự động bỏ tương bỏ ớt chứ không bao giờ nêm, mặc định mình cứ bỏ vô. Lấy cái giấy lau đi con, lấy cái giấy lau thành thói quen. Con gà của mình á, là đây là cái dĩa gà của chú bác, người ta để riêng nhé, ta để riêng cái dĩa gà này. À, mình gọi cái gà đùi của chú bác nha, cho nên đưa ra chừng này đây, đây là một cái đùi gà. Còn đây là cái chén nước mắm gừng của chú bác, thì đi chung với cái chén nước mắm gừng. Và đây là cái tô bún măng gà của mình đây của chú bác. Thì có một cái dĩa rau này đi chung với bún măng gà. Nhìn cũng hấp dẫn đó nha. Sẽ bỏ một ít rau răm vào này. Đó. Rồi bỏ sữa ớt vào này. Người ta cho cũng đầy đủ lắm cửa hàng cũng. Sẽ chanh vào. Cho sứ giả vào luôn nha. Bóc tay luôn cái tô mình ăn mà. Để cái nước trước khi mình ăn nha. Cái nước thì thanh quá chứ bác. Nước rất thanh luôn. Cái nước ngọt mà ngọt thanh đó. Đây cái tô bún ăn vậy nó nhẹ bụng và có những cái một ít măng nữa này. Mình thích ăn cái kiểu này thôi cô chú bác, nó đơn giản vậy thôi. Và đây là một dĩa gà đùi đi theo cái mình bỏ này qua hết này. Gà đùi cô chú bác nhé. Và nhìn gà vàng ươm luôn này, chấm miếng gà với nước mắm gừng. Gà tuyệt vời, gà rất ngon. Họ nói là hấp muối đó hả? Gà hấp muối hả? Họ nói chữa gà của họ là hấp muối. Đúng hấp muối á. Nó vừa ăn mặn luôn. Đặc họ đây là đặc biệt của họ là gà hấp muối. Gà này đúng hấp muối coi bác. Gà rất vừa ăn luôn. Ăn không cũng được luôn.
Rất vừa ăn. Phở gà khô. Phở gà khô của chú bác, đồ nhìn hấp dẫn chưa? Ờ, cái này là phở gà khô. Em cũng lấy gà đùi luôn. Đó, gà đùi luôn. Mà họ bỏ hành phi này, rau răm này, thì cái tô cực kỳ hấp dẫn luôn. Cái phở ở đây họ đã trộn nước sốt vô luôn rồi. Anh nhìn thấy chưa? Và họ cũng cho mình thêm một chai nước mắm để mình chấm gà này, thấy chưa? Hay ha. Họ trộn vô cho mình ăn như vậy luôn rồi, đó phở gà khô. Mà cái này là bánh phở, để bánh phở tươi nha. Để em thử cái nước gà. Cái này em nghĩ là họ làm nước phở gà. Thơm. Ăn cái vị phở này nè. Phở Bắc. Phở gà Bắc chứ không phải là phở. Đây là cái nước súp đi ăn chung với cái phở gà khô các bạn. Húp lên là thấy cái mùi. Nhưng đặc biệt cái á, ở đây á là đúng là người ta làm cách riêng biệt và khác với những cái tiệm khác. Ngon. Gọi là gà hấp này, muối. Dạ. Cái nước phở này rất là ngon luôn. Ăn thử cái miếng phở đi. Em nhìn thì em đã thấy ngon rồi. Anh nhìn thấy chưa? Họ làm cả đùi mà họ có như là từng miếng như vậy ngon. Gà thơm. Đúng là gà hấp muối. Rất dễ ăn luôn. Thơm, rất là thơm. Còn mình làm coi như là cắm cuối tô phở bò. Để em thử cái phở trộn này. Tại vì họ ướp cái nước sốt ở đây luôn này, anh thấy không? Họ ướp cái nước sốt ở đây luôn này. Đó. Để em thử luôn là cái vừa, cái nước sốt vừa chứ nhé. Ăn ở đây họ làm theo kiểu người Bắc này. Cái hương vị của người Bắc này. Ừ, hương vị người Bắc này. Phở gà trộn này ăn giống như ở Hà Nội. Về Hà Nội ăn là cái phở gà trộn này, cái hương vị lớn. Ok phải không? Rất okay. Là ngon. Có thêm một cái món mới, nhưng mà em nghĩ sẽ bỏ thêm ít lá quế vô đây nữa. Mình ăn cho kiểu miền Nam luôn đi. Đó, bỏ ít lá quế vô đây cho nó thơm. Phải thơm mà. Ăn cái này á, thì em lại không thích bỏ chanh. Dạ, cái nó cầu nữa. Họ cho một chén nước mắm để mình chấm nữa. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là vừa ăn. Chấm cái đó nó ngon luôn. Sa tế nó sẽ bị sặc. Không, cái đây là phở gà. Cái phở gà ở đây với bác ăn rất là thanh. Mà cái gà mà gà cái kiểu mà gà hấp muối đó, ăn nó thơm lắm. Rất là vừa ăn. Thử cái phở gà đó. Ngon mà. Để thôi, chúc mình thử cái này của mẹ này. Ăn gì cả. Ăn phở gà, mình ăn thịt gà. Thịt gà rất là thơm chứ. Cái tô phở của mình. Ăn đi con. Ăn. Thì cái nước này em nói là đúng là cái nước này ăn. Thì ăn nên nhớ tới ở Việt Nam thì ăn không? Trước khi cái phở gì mà. Chứ gà mà hấp muối á, thì khi mình ăn vào á, nó có một cái hương vị khác, mà cái gà rất là thơm. Mà gà này là gà đi bộ nha. Cho nên mình nói là tìm mới cũng làm được thêm những cái món mới. Thì theo mình hỏi ra thì ở đây ấy, bổ sung thêm là về gà, phở gà, bún gà, miến gà. Mình vừa ăn. Thì cái đó như là sao nó kêu phở gà chứ không kêu phở bò, đây phở gà ngon hơn. Hôm nay á, nhà mình kêu ba món khác nhau. Mình với vợ mình thuộc về gà, nhưng điều mình là bún gà. Còn vợ mình là coi như là phở gà khô. Cái giá trị này là họ bỏ vô trong ăn phở gà. Quả gà nha. Thèm tô bún gà, cái ra đây ăn tô bún gà ngon. Phở gà cũng ngon. Cái hấp nó khác, hấp muối nó ăn cái hương vị nó khác. Cái nước mắm ở đây á, họ làm nó kẹo 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 lại như vậy nè, ngon. Đúng là mở sau là phải có một cái sự cạnh tranh, anh hiểu không? Bô sa này á, điều mà mở ra thì phải có cái gì mới lạ mà khác với những cái tiệm khác thì
khách nó muốn đến thử. Nếu mà bán giống nhau quá thì ai bán giống như ai thì người ta không có thử được những cái món mới được. Cái nhà hàng này mình thấy tạo ra được những món mới cũng hay. Mà cái gà mình thấy mình ăn rất là thơm, rất ngon, rất vừa. Gà đi bộ. Cái đó là tay không? Ăn cái tô phở gà trộn ở đây này, ngon, rất là ngon. Gà thơm. Nhiều lắm, nhiều lắm, chứ không ít đâu, một phần ăn là ngất ngư luôn. Cho nên là thời gian vừa rồi là nhà hàng mở liên tục coi chứ, mở liên tục luôn. Phở khô. Rồi mình ăn thử bún cốt lát. Cho nên hôm nay mình sẽ được hai món. Phở trộn hấp dẫn đi nha. Thử miếng gà này. Tốt rồi, rất vừa ăn. Gà nhiều. Cái phở gà ở cái phở trộn con bác ngon. Cái phở trộn rất là vừa ăn luôn, cái nước sốt rất là thơm và rất là vừa ăn luôn. Còn cái sự mà cái sự phở tươi á, không có bị hủy là cục mà cục tươi ra mà ăn vô miệng rất là mình thấy nó tươi luôn đó. Cái này là súp phở. Súp phở đó. Cho mình kể nó súp phở. Súp phở gà đó. Nếu mà mình ăn phở nước là cái nước đó. Bệnh thì nó làm sao nó ăn phở gà chứ nó không ăn phở bò nữa. khách vô cái lai gà với bác ngày ngày thường thôi. Bây giờ mấy ngày tới đây là rất là đông, rất là vì lễ của bác. Em còn mới tin. Gà hấp muối ăn mà là ăn hương vị ngon. Muốn thử không? Khô ấy, có chân súc nữa. Cho nên là chờ khô. Bác nhìn thấy miếng gà, cái miếng gà mà để mà ăn bún đó. Anh này có một tay. Công chứ. Thường thì gà luộc hoặc là ấy lên để đấy nó có đi bắt hấp muối lên nó làm. Mình không biết sao nhé, mà mình thấy trong cái thời gian mà
vừa rồi á, tại Busan này người ta khai trương rất là nhiều những cái nhà hàng, mà những tất cả những nhà hàng mà khai trương á là mình đào vào những cái ngày đầu hoặc ngày thứ nhì thứ ba, thì mình không biết sao những cái nhà hàng sau này người ta khai trương là mình ăn mình cảm thấy điều hài lòng và vừa ý hết đó. Thì mình nghĩ á, thì cái đó là cũng điều đúng thôi coi bác, là vì những cái nhà hàng mở sau á thì người ta có nhiều cái kinh nghiệm hơn và người ta có nhiều cái món thay đổi và làm sao để mà cạnh tranh với những cái nhà hàng khác. Thế còn không mà cứ bán mà giống giống như những cái nhà hàng khác thì cũng rất là khó của chú bác. Cho nên á, mình thấy cho nên là đồng ý là ở Busan này á, nhà hàng rất là nhiều, phở gà rất là nhiều, phở gà trộn rồi cái này kia rất là nhiều. Nhưng điều á, khi mà người ta mở ra những cái mới là người ta đều làm cái kiểu hương vị cũng khác nhau luôn. Đôi lúc một cái món giống nhà hàng khác nhưng điều người ta có thể làm thêm, phân thêm các khác một cái gì đó. Cho nên những cái nhà hàng vừa rồi mình đi ăn á, cơm cũng vậy. Rồi giống như mình nói cái cơm tấm mấy cái quán vừa rồi mình đi ăn cũng vậy. Người ta làm cũng khác hơn những cái điểm khác. Mình thấy đó là một cái điều mà mình nhận ra được với bác và tồn tại được tại Busan. Cái nhà hàng này á, nếu mà nói về cái giá thì không phải là giá đắt, mà không phải giá rẻ, nó gọi cái giá gọi là bình dân của chú bác, cũng là 14 đồng mấy, 15 đồng mấy, 16 đồng. Giống cái tô bún mình ngày hôm nay ăn á, là vì mình ăn đùi cho nên là 16 đồng mấy. Đùi nào cũng mắc hơn. Đùi đắt hơn. Thì nếu mình muốn ăn ngon thì mình phải chịu cái giá mắc hơn, thì điều đó là chuyện bình thường thôi. Được rồi. Tóm lại là 15, 16 đồng á. Nhưng điều mình ăn mình cảm thấy hài lòng, đó là một cái điều ok. Thực sự cái tô phở gà của em ăn không hết. Em mang về. Nhất là anh thấy cái miếng đó, cái miếng trộn đó hả? Ngon. Không phải kia. Cái phở gà trộn ngon. Cái tô rất là nhiều luôn. Em ăn người ta làm rất là vừa ăn mà gà rất là nhiều. Một cái nước sốt đó, rất là thơm. Anh, cái này họ làm đúng theo cái hương vị mà em ăn ở Việt Nam. Ừ. Rất là giống luôn. Cái nước gà này cũng vậy nè. Thì nó cũng nói là giống như cái tiệm phở ở nhà bà ngoại ngày xưa về ăn, ngày nào cũng ăn. Phở gà trộn mà gà hấp muối. Ăn còn gà bún. Bún gà cũng là gà hấp muối. Mà để riêng nha, cho chú bác, không phải để chung nha. Để riêng. Cho nên nhìn thấy cái vị gà rất là hấp dẫn. Gà mà để một cái so ra mà một cái tiệm mới khai trương mà mình thấy khách nó cũng vài liên tục, đó là một cái điều mà phải nói là giống như người ta ăn ngon, người ta đồn miệng thêm á. Trời sẽ xe lạnh ăn tô phở gà xong phải cởi áo ấy, nóng lắm. Cô chú bác biết là cách đây 1-2 ngày cũng là có một cái nhà hàng Food to Go khai trương mà mình cũng không có thời gian để đi quay luôn. Nhưng cái nhà hàng này á, nằm trên đường Busan gần nhà mình cho nên tiện đây là mình ra mình quay luôn. Và chia sẻ gửi đến cho cô chú bác ngay để cô chú bác có thể là đến ăn những cái ngày lễ mà đừng quên đi mời gọi cái món phở trộn, phở gà trộn mà gà hấp muối. Cái tô bún của mình cũng rất là ngon. Ở đây họ có cả miến nữa. Miến nữa. Miến khô, ừ. Miến gà khô trộn đó. Ở đây á là kim một cái tiệm này á, mới khai trương nó khác với cái tiệm cũ. Là người ta add thêm một số món, đó là mình nói là bún măng gà là một nè. Rồi phở gà trộn là hai nè, rồi miến gà là ba. Đó là mình thấy ba cái món đó là người ta bổ sung thêm khi mà mở cái chi nhánh mới trên đường Busan. Thì cái này thì mình thấy nằm trung tâm hơn. Cái này nằm trung tâm hơn của bác. Cho nên là mình nói là tại sao là những cái điểm sau này mình đi ăn và mình đều cho cái điểm cộng và mình khen là vì sao cái nhà hàng rất là sạch sẽ và cách phục vụ cũng rất là niềm nở
và rất là nhiệt tình. Và nói về cái sạch sẽ thì mình thấy quá sạch sẽ đó. Có thể là cái tiệm mới mở ra sạch sẽ, nhưng điều hy vọng người ta sẽ giữ được như vậy lâu để mà cho cái tiệm mà nó sẽ được như vậy hoài. Và đồ ăn cũng vậy. Tại vì rồi mình cũng hay nói đó, có nhiều cái tiệm từ lúc mấy tháng sau lúc mở ra rất là ngon, phục vụ rất là tốt, nhưng điều mấy tháng sau mình trở lại rút cuộc lại là mình thấy cũng có những cái sự thay đổi, mà không phải thay đổi tốt hơn mà thay đổi coi như là tệ hơn. Cho nên cái tiệm nó sẽ rất nguy hiểm cho các bác. Đó là cách buôn bán, là phải giữ được cái lòng tin của người khách hàng. Ăn xong tôi muốn gà nó như nóng luôn. Tóm lại là theo mình đó, theo mình nhận xét là hôm nay mình gọi ba món của nhà hàng Bấy Khai Trương thì mình thấy rất là hài lòng các bác, rất hài lòng. Mình thấy là ok. Nếu mà nói trở lại cái tiệm này ăn tiếp thì chắc là thời gian cũng lâu đó, là vì mình chuyên đi quay những cái nhà hàng mà Bấy Khai Trương, cho nên đi lòng vòng và trở lại đây cũng lâu. Những điều nếu mà thỉnh thoảng mà mình vẫn thèm, mà giống như vợ mình đó, mà thèm cái món nó gọi là phở trộn đó, thì chắc chắn sẽ trở lại đây ăn. Và nếu mà mình thèm cái món bún măng gà thì mình cũng trở lại đây ăn. Phở thì mình đã ăn qua bên cái tiệm mà dăm mì đầu tiên rồi, phở dăm mì đầu tiên rồi. Cho nên một khi mà những tiệm mới là mình thích vào thử những cái món mới. Vậy là hôm nay có một cái tiệm mới tại Busan, mình đến ăn trước để chia sẻ và gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Cho nên mình hay nói đó, muốn ăn những cái nhà hàng nào mới khai trương, những cái món mới thì cứ vào xem cái video của Hoàng Family TV thì biết được là, một là mình với vợ mình đi, còn hai là đi cả gia đình, là nếu mà con mình đang đi học đó, thì cô chú bác sẽ biết được những cái tiệm mới, những cái món mới và những cái khẩu vị của những cái nhà hàng mới làm ra có cái gì khác biệt hay không. Để cho mình cảm ơn quý bác và anh chị em rất nhiều đã theo dõi hết cái video của gia đình mình ăn tại một cái nhà hàng mới ngày hôm nay. Chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình, và cũng không quên chúc cô chú bác và tất cả mọi người có một cái ngày lễ tạ ơn rất là vui vẻ bên gia đình. Mà nhớ cẩn thận, uống bia uống rượu lái xe là phải cẩn thận của bác, vì trong cái thời gian lễ này á, ở Cali này mình theo mình biết đó, là người ta checkpoint và người ta cảnh sát rất là để ý, cho nên cái đó rất cẩn thận. Vui chơi nhưng đều không quên cái nhiệm vụ để sau lễ còn đi làm nữa các bác. Bye bye các bác. Cái này á, không, cái này là shop opening cho tới cái ngày mà chính thức mở cửa luôn. Giờ mới shop opening thôi, cho nên trong thời gian này khi mà mình ăn tất cả những cái gì trong này, người ta đều tặng cho mình cái đậu hũ tươi của chú bác. Đây là cái địa chỉ phở dăm mì mới của chú bác.